Đây là phòng ngủ, nửa đêm thì nước tràn vô. Một số nhà dân ở vòng vòng đây thì đã tràn vào trong nhà và phải kê đồ lên. Đây có thể nói là năm mà nước kỷ lục nhất ngay tại khu xóm nhân như thế này. Toàn bộ những cái con đê ở đây là bị tràn hết. Trời ơi, đồ trôi nè. Ôi, cái tủ lạnh. Rồi. Không sao. Đâu về điện đâu lên tới không anh? Kê đồ lúc mấy giờ anh Bình? Hả? Kê đồ lên lúc mấy giờ? Vậy là 4 giờ rồi. Đúng không? 4 giờ là nó ăn 4 rồi. giờ là vô rồi hả? Trời ơi. Đồ đạc trôi lỉnh nghỉnh. Chưa từng có. Đây, hôm nay là rạng sáng mùng 4 Tết và bây giờ là 5 giờ sáng và hiện tại thì nhà nhân đã phải nháo nhào bởi vì nước đã ngập tràn vào sân luôn rồi. Và bây giờ thì phải sử dụng những cái bao cát, những cái bao đất và một số cái dụng cụ khác để mà chèn đỡ cho nước không có tràn mạnh vào trong sân nhà. Còn ở phía bên ngoài thì bây giờ là đã lên cả một khúc như thế này rồi. Nãy giờ thì cố loay hoay làm sao cho nước không tràn vào trong cái sân. Bởi vì khi mà tràn vào sân thì chỉ một chút xíu thôi là sẽ tràn vào trong nhà của nhân luôn. Thì hiện tại bây giờ nước đen xì ở dưới đất lên rất là nhiều nơi quanh nhà. Và ngay tại cửa nhà này là nơi mà nó có tràn vào nhiều nhất cho nên là chặn ở đây trước. Nước hôm nay có thể nói là kỷ lục luôn, ngay vào rạng sáng mùng 4 Tết. Khu này thì bà con cũng đã có chuẩn bị một số cái đê. Tức là khi mà đắp đê lên cao như thế này thì nước không có tràn qua được. Tuy nhiên thì năm nay bây giờ nước đã tràn như là suối luôn rồi. Một số nhà dân ở vòng vòng đây thì đã tràn vào trong nhà và phải kê đồ lên. Đây có thể nói là năm mà nước kỷ lục nhất ngay tại khu xóm nhân như thế này. Toàn bộ những cái con đê ở đây là bị tràn hết. Mặc dù bà con đã có những cái đề phòng bằng những con đê như thế này. Nguyên một sớm 4 giờ mấy sáng nháo nhào. Ô anh hai. Nhà làm sao rồi anh hai? Không còn gì để nói. Không còn gì luôn, bỏ nhà đi luôn hả? Để quay nhà chị Trúc cái. Đâu chị? Giờ bà con bó tay hết rồi, giờ đứng cười hết rồi. Vô nhà luôn hả bác sao? Có ổ điện không anh Bình? Trời ơi. Nhà con tràn vô rồi nhưng mà tại chặn ngoài cửa giờ nó đen vô á. Nước không rút là nó lên nhà luôn. Giờ bó tay chứ đâu làm gì được đâu. Tối. Có nước là có tiền hả chị? Hấp, ăn chưa? Để luôn hả Út? Nó
Rồi cuối kỳ cũng mai đóng cửa cho nó đừng có sống nữa. Nhà cửa tanh banh hết. Trời ơi, tanh banh hết trơn. Ôi cái tủ lạnh. Rồi. Không sao. Đâu về điện đâu lên tới không rồi? Không, ở điện ở trên. Tại vì cái chân đó là cái chân rồi còn ở trên nữa. Nhưng mà đi nhẹ nhẹ chứ để nó sống nó đánh lên á. Chưa, mới có 5 giờ sáng hả chị? Sợ là mấy cái điện đốm rồi thôi ha. Kê đồ lúc mấy giờ anh Bình? Hả? Kê đồ lên lúc mấy giờ? Thôi vậy là 4 giờ. Vậy là 4 giờ rồi. 4 giờ là nó ăn. 4 giờ là vô rồi hả? 3 giờ rưỡi là anh dậy chưa có danh nghiếu hoài nào chứ có gì hết. 4 giờ là nó ăn vô rồi. Đang nằm ngủ nghe ba kêu không biết cái gì. Đâu phòng quy làm sao? Khiếp thiệt chứ. Năm nay là kỷ lục. Tanh banh hết rồi còn gì nữa đâu. Nhà nhân thì từ những năm trước cũng bị ngập vào nhà cho nên là đã chuẩn bị một cái hàng rào xây gạch lên cao như thế này. Nhưng mà hôm nay thì cũng phải chờ thời bởi vì nước cao quá, không biết cái hàng này có trụ nổi không. Cái hàng rào quanh nhà nhân thì nó chạy dài xung quanh nhà luôn. Hiện tại thì mực nước đang cao kỷ lục và vẫn còn đang lớn nữa. Ơi! Nhà má ba sao chị? Đây, bờ đê cũng tràn qua hết rồi. Kê đồ kịp không? Lên tới đầu gối luôn. Trời ơi, đồ đạc trôi lỉnh nghỉnh. Sợ là mấy cái đồ điện này nè. Sao chị Linh? Kê đồ kịp không? Anh Phương với vị luôn hả? Trời ơi con gì đây?
Xài mấy cái đồ điện thôi. Ô vô gạch bông trơn quá. Hai cái tủ lạnh. Má ba đâu rồi? Nên là đã phát hiện á, nếu không là dục luôn rồi. Vô buồn luôn hả Đạt? Chưa từng có. Ngập lên cao đó mà hướng xuống gần tới là gói luôn á. Ngập như nào gần tới là gói luôn á. Dưới tụi bà này con. Ừ. Ngập luôn nhưng mà tại vì đang chèn cái cửa lại. Không vô nhà hả? Đang vô á. Đang vô sân. Kê bàn thờ lên luôn. Ướt bia rồi. Để cá bình yên phải không? Cá nó khỏi sợ gì rồi. Đâu có rào hả? Trời ơi, ghê thiệt chứ. Trời ơi, bà coi nhà nước ơi, làm sao đắp đi sớm đi, nhân dân nhờ coi. Tiếng nói con người về hưu có hình luôn chứ tao thấy rồi. Ở đây thì chưa có đê, tự nhà nào nhà nấy làm đê thôi. Những cái vị trí mà cái con đường dân sinh á thì mình sẽ thấy nó, mình đi mình thấy nó nông một chút, còn ở những cái vị trí ở dưới này đây thì sâu. Gì ba? Chị hai ước nhem hết rồi hả? Thay đồ được rồi hả? Ba đẹp tiêu luôn. Trời kinh khủng luôn. Đi ngán cái dọn này nhân ơi. Cắt dọn mấy tiếng ngồi luôn. Để có mùa nó tử. Cái sân này sâu dữ vậy ta. Quay luôn hả? Ừ quay đi. Trời ơi. Ngọn mùa nó tử. Giờ cười thôi chứ biết làm gì hả? Con năm có mình ba là một mình ở nhà trời đã muốn chết luôn. Vô đường nào vậy anh hai? Đây hả? Càng sao à? Cái gì bữa nay gây gì nữa? Trời ơi. Thấy đâu Dũng? Ở ngay chỗ hai cái hộ xanh đó sao? Đi vô đây nè. Không có chỗ này, không có nghe hồn nước mà đâu có bị. Giờ nay con xây lên. Trời ở đâu ngờ. Ừ. Đâu có ngờ đâu. Cái này mở ra hay sao chị hai? Ờ mở ra. Ờ đó, vô quay chậm chị. Ờ đó.
có cao hơn trong đêm này nè. Vô bàn thờ luôn. Rút chưa anh hả? Trời ơi tiêu tan. Hư đồ luôn. Cái này nước rút cái dọn mà xỉu. Trời ơi. Trời ơi đồ trôi nè. Đây là phòng ngủ, nửa đêm thì nước tràn vô. Nhà bếp, nhà gì tanh banh hết. Ở khu vực này là chưa có đê bao. Và nhà dân thì tự xây những cái con đê nhỏ để cùng với nhau mỗi một nhà một khúc vậy đó, và gom lại thành một cái đê bao quanh cái khu nhà mình. Tuy nhiên thì hôm nay vỡ trận hết. Vỡ trận hết. Đồ đạc thì phải tạm gom lại, đặc biệt là những cái đồ nhựa dễ trôi, không thôi thì sáng không còn gì hết. Mấy con chó không có chỗ nào đứng hết. Đây người dân Bến Tre ngồi chờ thời. Quá chừng rồi ha. Hết thương luôn. Hết thương luôn. Vậy là mình có vô vô. Nhà chị làm sao? Chị Nam. Hả? Nhà chị làm sao? Nhà chị hả? Thì nó trào vô tới nhà tiền chế. Rồi bắt đầu mới lấy bao cát tấn giờ đỡ. Vô nhà ngập luôn, mỗi năm là hàng nhà bình ngập, hàng nhà năm ngập á. Dạ. Còn mấy nhà trong này chắc cao hả? Thôi, ẩn ngập hết vô nhà hết rồi, không còn. Có không? Đó, đi về đi. Mấy con chó lội lạnh quá. Trời. Dám đâu chó hay Dũng rồi bơi nguyên đi rồi. Chị. Trời ơi. Vô nhà không anh? Vậy hả? Kỷ lục dưới vậy trời. Nhà của anh Chính thì cao ha. Em phải chặn cái cửa lại, không thôi là nó đang tràn vô á. Nó không rút là nó tràn vô. Tanh banh hết. Vô nhà luôn rồi hả chị? Trời đất ơi. Kê đồ kịp không? Trời ơi coi con chó nè.
Ở ngoài em giờ cũng vậy nè, chèn ở trước cửa giống vậy nè. Chứ thôi là chắc nó vô nhà luôn rồi. Anh Ba Hùng sao? Không, anh nói sao? Ai xây sao thì đỡ, tại cái nền cao ha. Ngập lên tới bàn thiên luôn nè. Nhà chị đâu vô nổi hả? Ai xây sao thì hên, đỡ. Trôi đồ đạc hả? Trời đất ơi. Về coi nhà em sao rồi. Lan tới nhà đó.